chung thì cái tuổi mình là giống như ngủ dậy mà mình mở mắt ra mà thấy còn sống là may mắn lắm rồi. Tương lai thì không có cần gì mà phải là mong mỏi mong chờ nữa. Còn quá khứ thì nói chung là chúng ta chỉ còn kinh nghiệm và tha thứ. Thì từ đây Sơn sẽ gửi đến một cái nhạc phẩm mà rất dễ thương, đó là nhạc phẩm Xin Còn Còn Bên Nhau của Hoàng Sa. Bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đầu, chờ em buồn khô bay trên trời không, còn ai nhớ mây mông trời mình nỗi đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.